Xin chào, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thị Thảo. Đây là kênh dành cho những bạn, những mẹ nào muốn tìm hiểu các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé, cách chăm sóc mẹ bé như thế nào là tốt nhất. Và trong kênh Mẹ Bé Thị Thảo cũng sẽ review về tất cả các sản phẩm sữa trên thị trường Việt Nam và thế giới, trả lời những câu hỏi thắc mắc của các bạn trong cái quá trình chăm sóc con của mình, cách chọn sữa như thế nào và nhận biết được sữa thật, sữa giả. Thì bất kỳ bạn nào có câu hỏi hay có nhận xét nào, các bạn có thể để lại câu hỏi nhận xét trong video, cũng như có thể kết bạn trực tiếp vào số Zalo bên trên của video nhé. Kênh Mẹ Bé Thị Thảo sẽ trả lời hết tất cả những cái thắc mắc, những câu hỏi của các bạn, để cho các bạn có một kiến thức thật tốt nhất chăm sóc con của mình. Ngày hôm nay thì sẽ trả lời thắc mắc rất nhiều mẹ hỏi kênh Mẹ Bé Thị Thảo, đó là có nên cho con dùng sữa bột pha sẵn hay không, và cái độ tuổi từ bao nhiêu thì có thể dùng được sữa bột pha sẵn cho con. Thì các bạn hãy cùng theo dõi với mình trong video ngày hôm nay nhé. Và trước khi mình nói về sản phẩm này, mình nói về video này, thì hãy cho kênh Mẹ Bé Thị Thảo một nốt like, nốt đăng ký để kênh ngày càng phát triển hơn, đưa thật nhiều video hay ý nghĩa lên cho các mẹ. Mình sẽ không phải để các mẹ đợi lâu nữa, mình sẽ giới thiệu luôn. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói về những cái ưu nhược điểm của dòng sản phẩm sữa bột pha sẵn, và có nên sử dụng dòng sản phẩm sữa này hay không. Thì như trên tay mình đang cầm là một số loại sữa bột pha sẵn trên thị trường Việt Nam. Cái này là Grow Blood của Vinamilk, Optimum Gold của Vinamilk, rồi Grow Blood của Nutifood và Nuti Aquigold. Thì đây là một số trong một trong những cái sản phẩm sữa bột pha sẵn khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, mà mình biết là hầu hết tất cả các mẹ đều biết các dòng sản phẩm sữa bột pha sẵn này rồi. Bây giờ thì mình sẽ về hình dạng của nó nhé. Thì các bạn sẽ thấy trên tay mình đang cầm đây là Grow Blood của Nutifood, thì nó giống như một lon sữa bột thu nhỏ vậy. Và cái thành phần, cái dinh dưỡng, tất cả mọi thứ trong cái sản phẩm này nó y hệt với sữa bột. Nó chỉ khác là một dạng là sữa bột, một dạng đã được pha sẵn dạng lỏng rồi cho bé sử dụng trực tiếp luôn. Và đấy là những cái điểm mà để cho các bạn dễ dàng nhận thấy được với cái dòng sản phẩm sữa bột pha sẵn này. Thì bên trên này sẽ có đầy đủ bảng thành phần, cũng có những tác dụng của sản phẩm mang đến cho bé cũng có rồi. Đối với sản phẩm là dành cho dinh dưỡng hiệu quả cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, y hệt như lon sữa, lon sữa có sữa bột nhá, không khác một chút nào hết, nó giống như một lon sữa bột thu nhỏ vậy. Bây giờ thì mình vào những cái ưu điểm của dòng sản phẩm này và cái độ tuổi sử dụng nhá. Thì đối với độ tuổi sử dụng của sữa bột pha sẵn là phải từ 1 tuổi trở lên, tức là 12 tháng tuổi trở lên. Và những cái ưu điểm như thế nào, thì đầu tiên nó sẽ là một cái sản phẩm cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý cho bé. Vì sao mình lại nói về cái cung cấp dinh dưỡng hợp lý? Thì đối với cái dòng sản phẩm sữa bột pha sẵn này, các bạn pha sữa cho con thì nào là phải tiệt trùng bình này, các bạn phải rửa thau bình này, nấu nước sôi vào trong vòng 5 phút, và nước phải đảm bảo sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Rồi khi mà pha sữa cho con thì cũng phải rửa tay sạch sẽ bằng xà bông sát khuẩn để không bị nhiễm những cái vi khuẩn trong cái quá trình pha sữa cho con. Thì cái dòng sản phẩm sữa bột pha sẵn này đã giúp cho chúng ta bỏ hết tất cả những công đoạn đấy, và chỉ cần cắm cái ống hút này vào, cắm vào đây và cho con hút rồi. Nếu những bé nào bú bình thì các bạn có thể cắm và đổ vào bình cho bé bú. Đấy là cái rất đơn giản cho chúng ta. Và hạn chế được việc khi mà với sản phẩm sữa bột pha sẵn này, nó có ưu điểm là hạn chế được việc chúng ta sử dụng nguồn nước, có thể là các bạn sử dụng nguồn nước chưa được đảm bảo vệ sinh thì làm ảnh hưởng tới đường ruột của bé rất nhiều. Đấy là những cái đặc điểm và tuyệt vời của dòng sản phẩm sữa bột pha sẵn này. Chúng ta sẽ sẵn sàng tiện lợi hơn, không phải bỏ qua được những cái công đoạn tiệt trùng rồi rửa tay bằng xà bông sát khuẩn hay những cái công đoạn đấy thì chúng ta có thể bỏ qua được. Cái tiếp theo, ưu điểm tiếp theo đó là đảm bảo đúng công thức sữa bột. Thì trên mỗi hộp sữa bột các bạn sẽ thấy được là sẽ bao nhiêu ml nước ứng với bao nhiêu mg sữa bột, và bao nhiêu ml nước thì với số lượng sữa cho bé uống mỗi ngày là bao nhiêu và nhiệt độ như thế nào.
Thì cái dòng sản phẩm này nó cũng giúp chúng ta bỏ qua hết tất cả những cái công đoạn nào là phải đo bao nhiêu ml, bao nhiêu muỗng vào, pha như thế nào. Sản phẩm đã pha sẵn rồi, chúng ta sẽ bỏ qua được công đoạn đấy. Có thể là các bạn bị nóng quá hay nguội quá hay pha đặc quá, pha loãng quá thì nó cũng không thể cung cấp hết đầy đủ các dinh dưỡng cho con, cũng như là có thể là bị dư đặc quá thì bé sẽ bị táo bón, hay bị loãng quá thì bé sẽ dễ bị tình trạng đau bụng hay đầy bụng. Và đấy là ưu điểm thứ hai của dòng sản phẩm sữa bột pha sẵn này. Tiếp theo một cái ưu điểm nữa đó là tiện lợi khi mà chúng ta mang ra ngoài. Thì những bạn nào, những mẹ nào mà cứ hay phải cho con đi hay cho con đi chơi này, đi lên nhà ngoại hay nhà nội, hay là đi chơi đi du lịch bất kỳ nơi đâu, thì cái dòng sản phẩm này các bạn hãy tưởng tượng đi, chúng ta mang một lon sữa bột, mang nước đi, mang bình sữa đi, rồi các dụng cụ thau rửa bình, rồi nước nóng, nước sôi, hộp vệ sinh, nó sẽ rất là nhiều đồ, nó sẽ rất là nhiều đồ, và chúng ta sẽ rất rối khi mà chúng ta đi ra ngoài. Thì dòng sản phẩm này rất tiện lợi khi mẹ mang con ra ngoài, tiện lợi thì chúng ta chỉ mang một hai hộp hay là mang một dây như thế này đi thôi, là để đã có đủ cho con, pha cho con uống rồi, và không cần phải mang cả hộp sữa bột đi. Nào là bình sữa, nào nước sôi, nào là những cái dụng cụ để pha, để đong đếm cho con, thì bỏ qua được cái những cái công đoạn đấy, là một cái sự hợp lý rất tuyệt vời của các bạn. Tiếp theo là tiện lợi khi mà mẹ chăm sóc bé. Thì tiện lợi ở đây là như thế nào, nó sẽ tiết kiệm được thời gian cho mẹ. Các bạn hãy nghĩ, nếu mà nửa đêm khi bé thức dậy bé đòi ti, và chúng ta sẽ sẵn sàng có một hộp như này, chúng ta cắm bỏ vào bình và cho bé ti, thì mẹ có thể có thời gian nghỉ ngơi hơn, đúng không ạ? Và cái việc chăm sóc con nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Với những mẹ nào mà bận thời gian, bận công việc mà con phải lên trường học, mà với những bé lại không chịu ngủ dậy sớm nữa và đánh thức con dậy cho con ăn sáng, cho con uống sữa thì rất khó khăn. Thì các bạn chỉ cần bỏ một hộp sữa này vào trong ba lô và để dặn cô cho con uống. Chứ bây giờ mình có mang cả một hộp sữa bột lên, mang cả hộp sữa bột lên mà để bảo cô giáo pha thì rất là khó, đúng không ạ? Vì vậy nó rất tiện lợi trong cái việc chăm sóc mẹ bé, đặc biệt là những mẹ nào bận công việc không có thời gian pha sữa đong đếm cho con thì phải dùng sang cái dòng sản phẩm sữa bột pha sẵn này. Và các bạn lưu ý nhé, dinh dưỡng vẫn đầy đủ và còn hợp lý hơn so với việc là chúng ta pha sữa bột. Pha sữa bột có thể chúng ta nhầm lẫn giữa việc pha đặc quá hay lỏng quá hay là nhiệt độ chưa chuẩn. Nhưng cái dòng sản phẩm này nó đã bỏ qua được những công đoạn đấy và dinh dưỡng nó vẫn đầy đủ như vậy. Tiếp theo là cho bé thử một cách đơn giản. Thì ở đây mình dành đến với những bé là bị hay bị dị ứng với các loại sữa. Thì cái việc mà chúng ta mua cả một lon sữa cho con uống mà bé không hợp bỏ đi thì rất tốn chi phí. Dù là những gia đình có điều kiện thì như vậy cũng rất tốn chi phí. Và các bạn có thể sử dụng mua một dây như thế này về và cho bé thử. Nếu bé không hợp thì chúng ta có thể bỏ đi và mua sang dây khác, hay là mẹ có thể sử dụng sản phẩm này. Thì nó quá hợp lý và tiết kiệm cho mẹ rồi. Mà bằng cái việc là chúng ta mua hẳn một lon sữa về 400g hay 800g thì nó cũng tốn một khoản chi phí không hề nhỏ. Và khi mà chúng ta sử dụng như vậy mà bé không hợp, bé bị dị ứng hay bé bị đi ngoài táo bón mà chúng ta bỏ cả một lon như vậy thì quá tốn chi phí. Và đấy là một cái ưu điểm tuyệt vời của dòng sản phẩm này để chúng ta có thể thử sữa cho con nữa. Đấy là những cái ưu điểm mà mình vừa nói lên cho các mẹ về những cái tác dụng tuyệt vời, những cái ưu điểm tuyệt vời của dòng sản phẩm sữa bột pha sẵn. Nhưng nó có một cái nhược điểm như thế nào? Thì đối với sữa bột, giá nó sẽ rẻ hơn nhiều so với việc chúng ta mua sữa bột pha sẵn như thế này. Tính ra chi phí thì mua sữa bột pha sẵn sẽ cao hơn. Vì vậy nếu những mẹ nào muốn tiết kiệm và có thời gian để chăm sóc con thì các bạn nên dùng sản phẩm sữa bột thì nó sẽ tiết kiệm hơn và nó sẽ không tốn nhiều chi phí của gia đình. Dù là dinh dưỡng nó giống nhau nhưng với sữa bột pha sẵn thì lại tốn chi phí hơn nhiều. Đấy là những cái ưu nhược điểm của dòng sản phẩm sữa bột pha sẵn, và những cái lưu ý, những cái mà các bạn để các biết có nên chọn dòng sản phẩm này hay không. Thì mong là những cái kiến thức này, những cái chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn có thêm kiến thức chăm sóc con của mình và có nên chọn dòng sản phẩm sữa bột pha sẵn này cho con của mình hay không. Và mong là được sự ủng hộ các bạn cũng như là những câu hỏi, những nhận xét để kênh ngày càng phát triển hơn, đưa thật nhiều video hay ý nghĩa hơn trong cái việc chăm sóc con. Review cái dòng sản phẩm sữa thì bất kỳ bạn nào có câu hỏi nào, cần review về dòng sản phẩm nào, các bạn có thể để lại câu hỏi, nhận xét trong video, thì kênh Mẹ Bé Thì Thảo sẽ tổng hợp tất cả những nhận xét
xét đấy, trả lời cho các mẹ cũng như là làm một cái video trả lời lại tất cả những cái nhận xét đấy để giúp cho các bạn chăm sóc con của mình một cách tốt nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Mẹ Bé Thì Thảo trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.